Hello, xin chào các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho phép mình thay mặt cho kênh YouTube Một Thoáng Quê Hương xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến toàn thể tất cả các bạn khắp trên cả nước nha. Hôm nay thì mình review một cái chậu hoa 10 giờ mà mình cũng đã học ở trên mạng, học ở trên YouTube, mình bắt chước mình làm theo thôi. Nhưng mà mình trồng vô cái chậu mini như thế này. Chậu nó nhỏ thôi các bạn ạ. Nó cỡ khoảng một gang bề ngang chúng ta thôi, một gang thôi đó. Thì mình trồng có khoảng 2 tháng nha các bạn, 2 tháng rồi. Lúc này mình quay clip là tầm độ 2 giờ chiều rồi, 12, 10, 11, 1 giờ mấy 2 giờ rồi nha. Có một cơn mưa nữa nhưng mà bây giờ nó đã trổ hoa rồi. Chậu này thì mình trồng mình để trong nhà, lâu lâu trời mưa mình đem ra cho nó hứng mưa. Mình có làm cái clip trước đó là cách cách quấn cái này nè nha bạn, quấn tạo thành một một thân của cái cây hoa 10 giờ như thế này, các bạn nhìn thấy rõ không đó. Mình quay lên cái mặt hoa cho các bạn xem nha. Mình trồng ở trong đây là tới 5-6 loại hoa lận nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mình trồng hoa thì hoa màu đỏ thì cái giống này nó rất là mạnh, nó nhảy mạnh hơn so với mấy cái giống khác. Ở trong đây có cái hoa màu vàng, rồi hoa màu hường, hoa màu trắng. Đó. Trồng hoa rất là dễ thương. Nếu mà các bạn thấy thích thì chúng ta làm theo để cái chậu hoa 10 giờ này ở một cái ban công hay là hành lang hay là treo ở ở sân thượng gì đó. Cái này là mình làm ở dạng bonsai để bàn nha các bạn ơi. Đó, nó nhỏ xíu à. Cái cân đó mình bưng lên được luôn, bưng lên cầm lên như này. Đó. Thì mình hướng dẫn các bạn làm cái cột cái này thì chúng ta lấy cái thân của mỗi cọng 10 giờ mà thân lớn lớn ấy, chúng ta thắt với nhau, mỗi mỗi một chùm vậy là ba thân nó xoắn với nhau. Thì chúng ta làm nhiều nhiều chùm thì cột lên thành một khối một thân lớn. Đó, chúng ta xem mặt hoa lại một lần nữa nha. Này là nó cũng nở rồi nhiều đợt rồi nha các bạn nè, nó thối rồi nè. Này nè. Đây là nó thối rồi, thối nó rụng. Đó. Thì là mình trồng nhiều, mình kiếm nhiều loại màu với nhau thì kết hợp lại thì chúng ta tạo một khối thì nó sẽ đẻ ra nhiều 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 mặt bông vậy thôi. Nè thân nó ra đó nè các bạn thấy không? Rồi bên đây mình cũng làm một chậu để treo nè, chậu này thì treo mình treo ở trên trên sân thượng với hành lang. Bên đây thì mình làm cũng ba bốn mặt hoa nha các bạn nè. Màu này là màu hường nè. Màu cam nè, nhiều lắm. Rất là dễ thương. Nếu các bạn thấy yêu thích cái clip này thì xin bấm đăng ký kênh và ủng hộ nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào.